Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái chế độ God mới. Cái chế độ này thì phải gọi là một huyền thoại trên CS PC rồi. Mình sẽ chơi vài trận bên God và mình sẽ chuyển qua rồi làm người săn God để anh em hiểu được cái góc nhìn hai bên nó sẽ như thế nào. Rồi mình sẽ cố gắng bunny. Mình thấy rất nhiều anh em không biết bunny. Đây rồi, đôi giày, té thôi. Ăn một mạng thì phải té ngay cái chỗ đấy. Không thì cái chỗ đấy sẽ tụ tập rất là nhiều cái ánh mắt đầy khát máu của bên săn God. Rồi thằng kia nó ham nhìn mình vào cái chỗ mình giết. Nó phải nằm xuống bởi đồng đội mình rồi. Bình tĩnh thôi, đi vào từ từ. Bước chân có bàn chân lặng lẽ giữa dòng người như nước cuốn. Lại đây bạn ơi. Úi giời, sấy làm cái gì? Này, ơ tê đích nè. Tất nhiên vẫn tỉnh anh em ạ. Vẫn check nhưng không bắn trúng mình. Đèn cho bạn rồi. Chế độ này thì anh em luyện tập bunny ý, thì bọn nó sẽ không thấy được hai thằng kia cầm cái lỗ vào bom xe A. Rồi thôi rồi. Giờ mình sẽ té thôi. Đứng nhây là kiểu gì nó cũng chết. Rồi đặt bom kìa. Hay quá. Thằng kia nó combo 3 kill rồi. Hay lắm bạn ơi. Này thì combo 3 kill này. Lại đây, để mình combo. Mình cũng combo. Ơ cái đinh mới. What the hell. Tên X nào chém phát đầu không trúng ạ. Hay lắm. Mình cũng combo 3 kill như ai vậy. Bạn kia xuống luôn nè. Mình liếm la liếm 4 kill luôn. Trời ơi, cái quả bom nó thôi thúc cái bản lĩnh không thể cưỡng lại được. Hay lắm DM. Này thì gặp gỡ bom này. Ý mời. Cứ ngồi chờ trực thôi. Đấy, anh em mà chơi bên God thì chú ý là bunny với lại đặt bom là lợi thế. Anh em cứ xác định là cứ làm như thế thôi. Chứ đừng có chơi như kiểu là cứ đi săn người săn God. Thì mệnh người ta săn mình. Thế đích nào mình ra săn lại người ta. Hay lắm. Bạn kia chơi hay quá. Rượu chè. Rồi mình sẽ lách vào đây để cover đồng đội. Khi một đồng đội lao vào thì mọi ánh mắt sẽ chĩa vào đồng đội của mình. Thì mình sẽ móc thôi. Nghĩ gì? Ăn đồng đội của mình mà dễ vậy á? À đủ, được lắm. Rồi, có thằng cover ở phía sau. Đủ, thằng kia nó chơi nhân vật đá chết đồng đội mình luôn kìa. Hay vậy. Sao lại đá chết nhở? Rồi, cầm cái khẩu lục USP sao ấy. Mình nghe tiếng USP. Hay lắm bạn ơi. Lại đây. Lại đây bạn ơi. Lại đây nào. Ôi, gì vậy? Bình tĩnh nào. Rồi em like rất là mạnh. Mình sẽ cố gắng clear team. Mình sẽ cố gắng clear team. Ôi, thằng này nó lagging quá. Nói chung là chơi là run tay anh em ạ. Đồng đội mình cứ chết sạch. Để lại mỗi mình. Biết phải làm sao. Trơ trọi giữa đời với thằng dao găm. À đùa, dao găm rẻ rích này. Hay lắm. Mình tưởng bạn thả thính nhá, tính lôi súng bắn cơ. Thế đây nào, hình như nó hết đạn hay sao ấy. À chơi trong chế độ God thì anh em hạn chế một tí thôi. Tại vì đạn trong này nó rất là ít. Ơ thằng kia thoát. Tại vì khi mà các bạn bắn nhiều thì đến cái lúc phút chót thì lại không có đạn để cover tiếp theo. Thì như thế các bạn phải bỏ mạng, rất là oan. Đấy như thằng kia phải lôi dao găm ra chém thôi. Mình cứ tưởng là nó thả thính cơ. Mình hay bị bọn kia hồi bên chơi bên gì ta. Chơi bên China ấy, bọn kia hay thả thính bằng cái kiểu là bắn. À chết nhầm, lôi dao ra chém. Phát sau, mình thấy thế mình cũng lao ra mình đập. Thế là nó rút súng ra nó bắn. Khốn nạn lắm. Mà chơi là phải khôn cơ. Phải biết thả thính cơ. Mình hay bị rồi nên mình. Nói chung là nó thấm vào máu rồi. Không bao giờ dám như kiểu là thấy người ta chém dao là mình cũng lao ra chém. Dĩ nhiên mình lao ra chém là mình lợi thế hơn. Nhưng nó khu một cái là nó đổi súng. Hay lắm, đứng trong đấy mà nấp. Mình cầm bom, trận này mình sẽ cố gắng. Ôi. Chơi bên chế độ God mà thằng này ngáo vậy. Thằng kia là nó có cái thông báo ở trên map anh em ạ. Khi mà God tiếp cận thì nó sẽ có thông báo. Rồi tôi xong rồi, ấn nhầm rồi. Ui ôi, căng vậy. Đứng một chỗ làm gì mà căng. Mút tí kill thôi mà. Úi, chơi nhầm, mút tí tiết.
Ôi đông quá. Bọn này cầm súng thì lắm lắm sát khí. Bậy. Rồi mình sẽ cố gắng bắt thằng kia. Giết được thằng kia. Mình biết là mình trận này mình không cân team được rồi. Nếu mà mình cài bom thì có thể là cân team, nhưng mình muốn giết thằng kia. Cay nó lắm rồi định mệnh. Hay là vào đặt bom ra. Rồi đi vào check kìa. Hết thời gian là tự nhiên đi vào check. Như đúng rồi. Rồi check đi. Phóng phi tiêu này. Ô. Ô ấn nhầm. Rồi thôi xong rồi. Holy shit. Đen thế à rồi. Định mệnh. Đúng cái lúc cần thiết nhất lại ấn nhầm nút. Mình vẫn chưa đổi cái nút bắn với lại nút cận chiến đặc biệt của vũ khí chính. Ấy chứ nhầm, cái vũ khí mà có chức năng đặc biệt. Gì đây ba? Làm gì mà căng vậy? Gì vậy? Đổi súng à? Này đi đổi súng. Thôi thôi té té té. Ui, thôi 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 bạn ơi, tha cho mình. Làm gì mà căng? La liếm một tí thôi mà. Ok, và mình sẽ tiếp tục làm người đi săn gót nha. Đối với cái chế độ này thì anh em hãy cầm cho mình những cái khẩu súng shotgun để vào đây nó sẽ có nhiều tác dụng hơn. Thay vì các bạn cầm những khẩu súng AK thuộc loại dòng súng trường ấy, và những cái khẩu súng BG rất là nặng. Như mình đây thì mình có nhận được cái khẩu súng Golden Shark này, hình như là còn 3 ngày thì mình tiếp tục vào đây để săn gót. Mấy cái khẩu này thì nó bá rồi. Đây cứ bắn sấy linh tinh thôi. Bắn chế độ này thì nãy thì mình chưa nói kích bunny trong cái dành cho nhân vật gót, dành cho bên đội gót. Thì các bạn hãy di chuyển và ấn cái nút nhảy liên tục. Hoặc các bạn có thể bunny bằng cách ngồi xuống và cũng là ấn nút nhảy liên tục. Hồi trước thì mình quen cái kiểu là ngồi xuống, xong bắt đầu bunny bằng cách nhảy lên, ấn cái nút nhảy liên tục là nó sẽ tàng hình trong lúc di chuyển. Còn bây giờ thì hồi trước thì mình nghe bảo anh em bảo là đi đứng vẫn là bunny được, nên mình cũng làm thử. Thế như là cũng được hay sao ấy. Mình nãy mình thấy mình bunny mà không có thằng nào phát hiện. Còn đối với chế độ người đi săn gót thì các bạn hãy nhìn vào cái khu vực phía map ở bên trên. Đấy các bạn, khi nào mà gót nó tiếp cận bạn và móc bạn thì các bạn hãy nhìn vào trên cái map đấy thì nó sẽ báo một cái vòng đỏ đỏ xung quanh bạn. Thì đó, lúc đó là con gót nó tiếp cận. Rồi, nói nãy giờ, luyên thuyên nãy giờ, không được mạng nào. Đây rồi, đôi giày, chạy đi đâu? Rồi, chân mình vừa với đôi giày này. Chân mình vừa mà. Nói không tin. Anh có làm, có người phát hiện nữa rồi. Ý mạnh ghê vậy. Đi phòng nào không có người phát hiện. Rồi, may quá, mình làm người đi săn. Rồi may quá cơ. Thì mệnh kiểu gì cũng một toán lao vào người mình để hiếp mình. Thề luôn ấy. Đâu rồi? Mới giết được một thằng thôi. Còn những thằng khác không biết là nó lách đi đâu rồi. Chắc chắn là vào khu vực bom xe A rồi. Hoặc mic. Cái này thì cũng phân biệt như làm gì mà căng. Mình thấy bạn rồi. Mắt mình tinh lắm. Đủ, hơi bị loạn quạng. Nhưng không sao. Kiểu gì nó cũng chết thôi. Trừ phi mình không phát hiện. Còn mình mà phát hiện thì phải nằm xuống rồi. Tiếc gì. Tiếc gì một kill. Hãy cho mình ăn đi. Các bạn sẽ được lên TV mà. Tiếc gì các bạn ơi. Lại đây nào. Rồi, chào anh. Thanh niên mới bị mình giết đấy. Rồi, còn một thằng nữa. Bạn ơi, đâu rồi? Báo vị trí xem nào. Mình cần cái vị trí. Rồi, đi với nhau đồng thế này chắc mình không là liếm được rồi. Hoài lắm. Đặt bom rồi. Hay lắm. Kiểu gì bạn ấy cũng chết ở dưới. Rồi. Tụi mình đông mà nguy hiểm lắm. Bạn đâu rồi? Hay nhở. Không kinh bom à. Đùa thật đấy chứ. Nói chung là team mình quá đông anh em ạ. Tận 5 thằng mà. Bảo làm sao nó không xoắn được. Thật là VL. Kinh quá, anh em đi với nhau hơi bị nguy hiểm này. Bớt bớt thôi. Làm người ta sợ.
này thì rụng rời. La liếm vào đây. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Lượn đi đâu bạn ơi? À, đây rồi. Đôi giày. Cái gì vậy? Là vừa chém mình. Mày... từ từ thôi bạn ơi. Mình biết bạn là... mình biết bạn biết mình là NFT rồi. Nhưng các bạn cũng không cần phải sồn sồn biết mình như thế đâu. Ui, ui, gì vậy? Hay lắm. Nó quyết tâm giết cho mình bằng được ạ. Đùa. Ba thằng ép mình. Thật là VL.